Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Quốc Dũng sẽ trở lại bằng phần điểm tin Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Hoa Kỳ và Philippines tập trận thường niên. Cuộc tập trận vai kề vai hàng năm giữa quân đội Philippines và Hoa Kỳ đã diễn ra vào ngày 8 tháng 5, nhưng ở mức độ nhỏ hơn so với các năm trước và không bao gồm hoạt động bảo vệ lãnh thổ. Hoạt động diễn tập này tập trung vào đối phó thảm họa và phòng chống khủng bố. Có khoảng 5.400 quân sẽ tham gia cuộc diễn tập, chỉ bằng khoảng một nửa so với con số 11.000 quân tham gia vào năm ngoái. Tổng thống Philippines là ông Rodrigo Duterte đã yêu cầu có những thay đổi trong nội dung diễn tập năm nay. Kể từ khi lên nắm quyền vào hồi giữa năm ngoái, ông Duterte đã có những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Philippines. Theo đó, Philippines muốn có quan hệ tốt hơn với Trung Quốc. Ông Duterte cũng không chỉ trích Trung Quốc về vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa hai nước so với người tiền nhiệm là Tổng thống Benigno Aquino, kính thưa quý vị. Thượng nghị sĩ John McCain đề nghị tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở châu Á. Ngũ giác đài vừa ủng hộ kế hoạch rót 7,5 tỷ đô la để tăng cường sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo như báo The Wall Street Journal hôm 8 tháng 5, khoản tiền 7,5 tỷ đô la nói trên nếu được thông qua sẽ dành để đầu tư cơ sở hạ tầng, các cuộc tập trận, triển khai quân đội và mang thiết bị của Hải quân Hoa Kỳ. Kế hoạch do Thượng nghị sĩ John McCain đề nghị, sau đó được Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Jim Mattis và Đô đốc Harry Harris là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hỗ trợ. Chi tiết về kế hoạch này vẫn chưa được tiết lộ. Tại phiên điều trần mới đây tại Quốc hội, ông Mattis nói rằng, tôi chưa rõ các chi tiết trong kế hoạch của Thượng nghị sĩ John McCain, nhưng tôi ủng hộ các luận điểm mà ông ấy đã vạch ra cùng với tầm quan trọng mà ông ấy đặt vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sáng kiến ổn định châu Á-Thái Bình Dương được xem là nỗ lực nhằm tăng cường niềm tin đối với cam kết của Hoa Kỳ tại khu vực là giải quyết mối quan hệ căng thẳng với Bắc Hàn. Đây cũng là một phần trong nỗ lực thay đổi chính sách xoay trục do cựu Tổng thống Barack Obama phát động sang chính sách châu Á của đương kim Tổng thống Donald Trump. The Wall Street Journal cho biết việc tăng cường sự hiện diện của quân sự Hoa Kỳ trong khu vực có thể giúp trấn an các đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản. Tuy nhiên, quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể gặp trục trặc vì Bắc Kinh lo ngại các hoạt động triển khai quân sự của Washington tại châu Á sẽ đe dọa trực tiếp đến lợi ích của nước này, thưa quý vị. Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Nga chuẩn bị hội đàm. Theo Reuters đưa tin, vào ngày 8 tháng 5, hãng tin RIA của Nga dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ thăm Hoa Kỳ từ ngày 9 tới ngày 11 tháng 5 tới đây. Tại đây, Ngoại trưởng Lavrov sẽ tiến hành hội đàm với người đồng cấp của nước chủ nhà Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson tại Washington vào ngày 10 tháng 5. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cũng thông báo về chuyến thăm trên. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết hai ngoại trưởng sẽ thảo luận về tình hình Ukraine và Syria. Chị kể cho em nghe nhân tiện mình nói về chiến tranh, đang chuẩn bị chiến tranh quá, rồi chị mới đọc một cái tin rất là hay là những điều kỳ lạ trên thế giới liên quan đến chiến tranh. Thì em biết trong thời mà chiến tranh lạnh đó, thì nhân tiện mình đang nói về nước Nga, thì anh biết không, Nga, lúc đó là Nga nó còn ở trong Liên bang Xô Viết, thì kế nước Nga đó là Thụy Điển. Thụy Điển là một nước Bắc Âu, nằm cách nước Nga có một cái biển thôi. Thành ra Thụy Điển rất căng thẳng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, tại vì nằm ở giữa hai cái thế lực Mỹ với lại Nga là đang Xô Viết Union là đang chống nhau dễ sợ lắm, cho nên Thụy Điển đứng giữa khổ lắm. Cho nên là cũng sợ Nga cứ chuyển tàu ngầm đi qua, đi tàu ngầm đó em biết không, submarine đi quá trời với vùng biển đó luôn. Tại vì hai bên nó đang đấu nhau, nó kình chống nhau. Và Thụy Điển cũng e ngại cho cái vấn đề an ninh quốc gia của họ. Cho nên họ cũng nghiên cứu là để theo dõi tàu ngầm của Nga, thì họ mới có một cái chương trình là nghe. Họ không có cái thiết bị nào khác ngoài việc là thu cái âm thanh của tàu ngầm để biết là Nga đang chuyển vô vùng biển nào trong gần Thụy Điển nhất để coi có nguy hại tới quốc gia của Thụy Điển hay không. Thì em thấy là thì đương nhiên trong chiến tranh lạnh thì rất nhiều tàu ngầm Nga đi lại thì đã bị Thụy Điển phát hiện. Thì đại khái là nói chung là trong thời gian đó thì căng thẳng ghê gớm lắm. Nhưng sau này thì chiến tranh lạnh chấm dứt, thì Thụy Điển thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu rằng mình không cần phải theo dõi tàu ngầm của Nga nữa. Tuy nhiên không hiểu sao vẫn nghe tiếng của tàu ngầm Nga ở dưới biển, vùng biển của Thụy Điển. Thì họ mới gọi, ngoại giao của Thụy Điển mới gọi Nga, complain quá trời luôn. Tại sao mà đã hết chiến tranh rồi mà lại vi phạm hiệp ước, lại là cứ cho tàu ngầm đi qua nước của tôi để spy nước của tôi không có thích như vậy. Thì bên Nga nói là không có,
tôi là nước lớn như vậy, tôi không có việc gì nói láo cả. Tôi nói tôi không có là tôi không có đưa tàu ngầm tới vùng đó. Thì hai bên gây tới gây lui, thì rốt cuộc một những nhà khoa học mới đứng ra. Anh biết không, đứng ra thì họ mới coi là chuyện gì đã xảy ra, một cái âm thanh có tàu ngầm y chang như vậy. Thì té ra là các nhà khoa học rồi những cái nhà về hải dương học, bao nhiêu nhà, một nhóm nhà khoa học tụ lại với nhau thì họ mới nghiên cứu, thì té ra lại biết cái chuyện gì, đó là âm thanh gì không? Âm thanh của một đàn cá herring mà cá mình hầm lên làm cá mồi đó, cá herring. Thì phải không, phải con cá làm herring là cá mồi phải không? Thì một đàn nó mấy trăm con. Thì em biết là cá thường thường nó bơi được mà nó nổi được trên nước là nhờ nó có cái bong bóng. Thì tất em biết mấy trăm ngàn mà cái đàn cá mà mỗi một cái đàn cá là mấy trăm ngàn mà nó đi nó di chuyển một cái thì cái bong bóng của nó đó, thì khi mà nó co lại để nó đẩy không khí ra để cho con cá được bơi tới trước, thì cái tiếng động của cái đó em cứ tưởng tượng giống như là xì hơi vậy đó. Mà tới mấy trăm ngàn con nó xì hơi một lúc. Thì nó tạo thành một cái âm thanh âm. Y chang như là tàu ngầm. Đó chỉ là nhiều nhói con cá herring thôi mà làm cho hai nước quá là căng thẳng luôn. Dạ, rất là hay. Cái tin đó là rất là hay. Đây là một cái thông tin rất là mới. Hôm nay biết là cá herring có thể tạo ra một cái sóng âm thanh giống như là submarine. Một công dân Hoa Kỳ bị Thái Lan liệt vào danh sách tài trợ khủng bố. Truyền thông Thái Lan vào ngày 8 tháng 5 cho biết nhà chức trách nước này đã liệt ông Manun Jayachana, còn gọi là Anek Sanfran, là một công dân Mỹ gốc Thái Lan, vào danh sách các đối tượng tài trợ cho hoạt động khủng bố, vì ông này được cho là chủ mưu vụ ném lựu đạn vào tòa án hình sự Thái Lan hôm 7 tháng 3 2015. Sau vụ tấn công trên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Udomdey nói rằng Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao Thái Lan đã tìm cách bắt giữ và dẫn độ ông Manun. Ông Manun cùng với một số nhân vật lưu vong đã thành lập và lãnh đạo Liên minh Người Thái vì Nhân quyền tại San Francisco hồi năm 2012. Bản thân ông Manun cũng đã sản xuất nhiều chương trình video và phát thanh chống quan gia Thái Lan và đăng tải các băng hình này lên trang YouTube. Cảnh sát Thái Lan cho rằng ông này là người đã tài trợ cho vụ ném lựu đạn vào tòa án hình sự và âm mưu đặt bom tại 5 địa điểm ở Bangkok. Một người đàn ông bị bắt giữ sau vụ tấn công khai rằng ông ta đã nhận tiền của ông Manun để thực hiện vụ tấn công. Hiện không rõ tung tích của ông Manun cũng như việc phía Thái Lan đã xúc tiến thủ tục dẫn độ ông này tới phía Mỹ đến đâu, kính thưa quý vị. Mỹ sẽ giám sát thỏa thuận về giảm căng thẳng ở Syria. Vào ngày 8 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông James Mattis cho biết nước này sẽ giám sát chặt chẽ thỏa thuận thiết lập các vùng giảm căng thẳng tại Syria. Đồng thời cảnh báo thỏa thuận này còn nhiều chi tiết cần phải được làm rõ. Trong chuyến công du tới thủ đô Copenhagen tại Đan Mạch để thảo luận với các đồng minh của Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã thể hiện sự thận trọng khi được hỏi về cơ hội thành công của thỏa thuận. Phát biểu với báo giới, ông Mattis cho biết tất cả các cuộc chiến đều phải đi đến hồi kết và chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để tìm phương thức để chấm dứt cuộc chiến ở Syria. Do đó, chúng tôi sẽ giám sát thỏa thuận và xem liệu nó có thành công hay không. Ông cho biết các chi tiết cơ bản của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng, bao gồm việc ai sẽ đảm bảo an toàn cho các vùng giảm căng thẳng và nhóm nào sẽ không được phép đi vào vùng đó. Khi được hỏi liệu có tin rằng các vùng giảm căng thẳng có thể chấm dứt cuộc xung đột hay không, ông Mattis cho biết cần phải xem xét chi tiết mới có thể kết luận được. Trong tuyên bố mới nhất vào ngày 8 tháng 5, Ngoại trưởng Syria là ông Walid al-Mualem nhấn mạnh chính quyền Damascus sẽ chỉ tuân thủ các điều khoản trong kế hoạch của Moscow về thiết lập 4 vùng giảm căng thẳng, chừng nào các lực lượng phiến quân cũng tuân thủ đề xuất này. Cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp Salier điều trần tại Thượng viện về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Vào ngày 8 tháng 5, một ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ đã xem xét lại tầm mức của sự can thiệp Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ hồi năm ngoái. Bà Salier, người từng là quyền Bộ trưởng Tư pháp trong những ngày đầu của chính quyền Trump, sẽ ra điều trần trước tiểu ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ về tội phạm và khủng bố. Nội dung buổi điều trần xoay quanh những lời cảnh báo mà bà đưa ra với tân chính quyền Trump liên quan đến các cuộc trao đổi giữa cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn với đại sứ Nga là Sergei Kislyak tại thủ đô Washington. Tổng thống Donald Trump sa thải ông Flynn sau có 24 ngày từ khi xuất hiện bằng chứng cho thấy ông Flynn nói dối với Phó Tổng thống Mike Pence và những người khác về những cuộc trao đổi giữa ông với nhà ngoại giao Nga. Bà Jay, người từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp dưới quyền cựu Tổng thống Barack Obama, bị ông Trump sa thải sau khi bà từ chối bảo vệ lệnh cấm nhập cư và du hành. Ông James Clapper là giám đốc tình báo quốc gia của chính quyền ông Obama, theo dự kiến cũng sẽ ra điều trần.
Ông là người đóng vai trò thiết yếu dẫn đến kết luận của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ rằng Nga muốn tìm cách tăng cơ may thắng cử cho ông Trump bằng cách tấn công máy tính của người đứng đầu chiến dịch tranh cử của đối thủ ông Trump là cựu Ngoại trưởng Clinton, thưa quý vị. Trung Quốc bác bỏ thông tin đòi Hoa Kỳ sa thải đô đốc Harry Harris. Trung Quốc đã bác bỏ một bài báo trên truyền thông Nhật Bản loan tin rằng các quan chức ở Bắc Kinh yêu cầu chính quyền của Tổng thống Donald Trump sa thải người đứng đầu Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Đổi lại, Bắc Kinh sẽ tăng cường hợp tác với Washington trong vấn đề Bắc Hàn. Không có đề nghị trao đổi kiểu đó và rằng tin này không đáng để tranh cãi. Thông tấn xã Yonhap của Nam Hàn dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là cảnh sản tại một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 8 tháng 5 cho biết: "Chúng tôi xác nhận tin rằng này không đúng sự thật." Họ cảnh khẳng định hôm thứ Bảy, hãng tin Kyodo của các Nhật trích nguồn tin thân cận của các mối quan hệ Mỹ-Trung cho hay đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải đã chuyển tải đề nghị của chính quyền Trung Quốc đến chính quyền ông Trump yêu cầu sa thải đô đốc Harry Harris. Nguồn tin của Kyodo nói đề nghị này được đưa ra trong lúc Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sửa soạn gặp nhau tại Florida vào hôm 6 tháng 4 vừa qua. Đô đốc Harris là người chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa và xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ông cũng ủng hộ việc tuyên bố hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD tới Nam Hàn. Những quan điểm này xem ra khiến Bắc Kinh khó chịu. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc vào ngày 8 tháng 5 cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là ông James Davis bác bản tin của Kyodo, kính thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ. Chúng ta xin tạm ngừng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, kính thưa quý vị.